Không đồng ý với mức chiết khấu mới, sáng 1 tháng 10, hàng trăm tài xế xe ôm công nghệ GrabBike đã đồng loạt kéo đến trụ sở công ty Grab để tỏ thái độ phản ứng với công ty này. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, Grab Việt Nam tăng mức phí sử dụng ứng dụng đối với dịch vụ GrabBike. Theo đó, tài xế GrabBike sẽ phải chịu mức chiết khấu mới là 23,6%. Tuy nhiên, rất nhiều tài xế GrabBike cho rằng mức chiết khấu này là không hợp lý và quá cao. Trước đây là 15%, sau này tự nhiên lên 20. Lên 20 là nói chung là anh em đã không có dư rồi. Nhưng mà giờ tới 23,6% là anh em coi như là chạy một ngày là không có dư luôn á. Nếu mà tăng như vậy thì tụi em chạy từ sáng cho tới chiều tối luôn thì nó chỉ dư ra được 100 mấy 200 ngàn, là nó sẽ không có đủ để tụi em làm bất cứ một cái vấn đề gì luôn. Bên công ty Grab cho rằng là kinh doanh vận tải, người dân mà có chiếc xe mà kinh doanh vận tải cái gì. Một số tài xế sau khi đối thoại với đại diện công ty cho biết vẫn không giải quyết được gì vì phía công ty cho rằng mức chiết khấu này bao gồm mức thuế thu nhập cá nhân do nhà nước quy định nên không thể thay đổi được. Công an quận 10 cũng được huy động đến khu vực này rất đông để bảo vệ trật tự.